mấy cây này là chú? Mấy chú Thủy này. Cái cây kia là cây gì? Cây nhãn. Nhãn gì cây? Nhãn Thái. Không biết, không biết. Nhãn Thái ở trong Bến Tre. À, nó quả nó có như quả nhãn này. Quả nó vàng, ngọt lắm. Ăn như ăn nhãn mình à? Ăn như ăn mình. Rất ngon nhưng mà ôi, chưa nhìn thấy bao giờ. Cây ba tiền chứ? Cây nào? Cây nhãn đi. Nhãn đi 8 triệu. Ui dồi. Quá. Ăn khóc. Vương ơi. 15 triệu. Có ông triệu đưa cho mình 2 triệu. Này hình như là ghép ghép các từng mực qua sao không biết không phải à không phải không phải đẹp không các bác, nhìn phê không? Cái này khi nào rồi không 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 đáng gì, mai đẹp quá, đồ sộ, khôn quá, khôn quá. Nhìn tưởng cái ghép thường mực không phải, nhìn là cái tưởng ghép nó không phải. Này, mai Việt Nam phải chuẩn bị giá bé. Cây này trông dáng nó không đẹp, chỉ quái quái, thô thô quái quái, quái kiểu như cây cây khác. Cây kia các bạn cây gì? Cây nhãn. Nhãn miền Nam gì đấy lạ chả biết. Mai siêu thị đẹp không ạ? Mua đi chú. Dạ, ba chị thị. Đẹp, không to này nữa. 15 triệu mà đẹp chứ. 15 triệu đẹp chứ. Thò camera vào đây xem. Thế gì? Người không vàng. Bán được cây rồi đang đếm tiền trong kia đấy. Cả chục triệu bạc. Nghe quảng cáo cây nhãn Thái mà xem như nào. Đây. Mình không biết cây này các bác. Tôi không biết cây này. Tôi không biết cây này. Ô. Đây, lá như cái cây xà cừ. Này 8 triệu thì chắc chạy mất em. Chưa biết nó là cái gì mà dám mua 8 triệu rồi. Tôi không dám chơi. Để về Google xem cây này nó là cái gì. Lá nó to lắm. Ngày ông bóng lên mình không tin được, chả biết nó là cái gì. Tôi gọi nó là cái nhãn nhưng mình chịu. 8 triệu về này thì sẽ mất tiền.
Độc thì có độc thật, mà chơi không có nguồn gốc nó không vui. Nhiều người không biết. Cái gì mà độc lạ người ta biết đấy, người ta thấy quý. Chứ còn là mua một cây mà nó lạ lẫm mà không ai biết thì cũng buồn. Thấy bảo là có quả ăn ngon này. Xem kỹ cây đấy tí, nhìn cũng thấy thích thích nhưng mà đắt thích khủng. Biết mình thích những của lạ nên không quát giá là. Vướng quá không phải. Đây bác nhìn kỹ cây này xem ở vùng miền nào biết. Bác xem ở vùng miền nào biết cái cây này comment cho em tí nhé, xem có nên mua không. Đấy là lạ lắm. Là lạ là thích ấy. Cái đua dài ghê đấy nhỉ. Sông núi, sông núi Hải Châu. Được, cứ làm tự nhiên. Đấy. Sao núi đẹp ghê đấy. Cứ đòi là bao nhiêu thì mua, cứ nói thoải mái về cái gì. Đấy. Cây bay đi gái rộng hết cả chỗ nhỉ. Mở hết cả tay à. Đây, thích cây này. Đây, nhãn quái quỷ kìa. Đấy, zoom lại đi cho con xem. To đấy. Được chưa? Đẹp rồi. Hả? Đẹp rồi. Đồng ý vì ác. Xăm núi đấy bao tiền chú? Hả? Xăm núi đấy bao tiền? 4 triệu rưỡi. Cái củ ngũ sắc kia. Dưới. Cây nào 4 triệu rưỡi? Đây, cây... Cây phải nè. Vâng. Này, nhiều cây. Đẹp. Lại cây này phát. Tội, cái cây này hơi cái mai thứ thủy đấy.
Đây, thủy đẹp mà mình biết hơn rồi. Cây nó quang chỗ này rồi. Quang, lại đây cây có chỗ.